Xin chào và, quý vị và các bạn quay trở lại kênh xe chính hãng của Linh. Thì như thông tin Linh được biết là trong tháng 12 này cái dòng xe lắp ráp tại Việt Nam sẽ được giảm thuế trước bạ 50%. Thì hôm nay thì nhân dịp đó Linh làm một cái clip thì nói về cái dòng xe Suzuki Carriter được lắp ráp tại Việt Nam mà mang thương hiệu Nhật Bản. Thì dòng xe đó sẽ có những cái chương trình khuyến mãi gì đặc biệt trong tháng 12 này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sâu về cái phần chương trình khuyến mãi và chương trình giảm thuế trước bạ 50%. Thì bên cạnh lên đây thì cái dòng xe Suzuki Carriter thùng lửng màu xanh. Thì phiên bản xe Suzuki này thì hiện tại đang có hai màu là màu xanh và màu trắng cho quý khách hàng lựa chọn. Và xe này ngoài nền xe là thùng lửng là với tải trọng là 645 kg. Ngoài ra thì có thêm là thùng kính, thùng ủi bạc, thùng ben. Thì tất cả các loại thùng khi ký khách hàng mong muốn thì bên Linh sẽ thiết kế và thi công được hết. Thì hôm nay như bên cạnh Linh thì cái dòng xe Suzuki này là với giá mức giá thùng lửng với mức giá là 249.300.000. Thì trong đợt tháng 12 này chương trình đang khuyến mãi khá tốt cho quý khách hàng là giảm giá đến 25 triệu đồng cho cái dòng xe Carriter này. Và ngoài ra khi đóng thuế tại chi cục thuế thì được giảm 50% thuế trước bạ. Thì đâu đó cũng xe này rơi vào tầm 2 triệu tư, 50% thì tầm 2 triệu tư. Thì đây là một cái gói chương trình khá tốt, gần lên đến 30 triệu đồng cho khi quý khách hàng mua xe tại Suzuki Nam Á. Ngoài ra có những cái chương trình hỗ trợ vay cho quý khách hàng là hỗ trợ vay từ 75 đến 80% giá trị xe. Quý khách hàng chỉ cần đưa trước từ 65 đến 70 triệu đồng đã nhận được cái xe mới hoàn toàn như vậy, và với một cái thương hiệu mang thương hiệu của Nhật Bản cực kỳ bền bỉ, bảo hành 3 năm và 100.000 km. Với chất lượng của dòng Suzuki Carriter này á thì đã khẳng định trên thị trường của Việt Nam mình, và đặc biệt là dòng sản phẩm này bán rất chạy tại thị trường Việt Nam. Thì đó thì Linh điểm qua những cái chương trình sơ bộ như vậy. Ngoài chương trình tiền mặt thì bên Linh vẫn tặng cho quý khách hàng là gói phụ kiện 5 món phụ kiện theo xe khi mà quý khách hàng mua xe tại Suzuki Má. Thì đó là cái phần giới thiệu sơ bộ về cái mẫu xe 500kg này. Thì Linh tạm thời kết thúc video tại đây. Thì mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại bên dưới của Linh là 0963 20164 để nhận được gói quà tặng tốt nhất và gói phụ kiện đặc biệt nhất cho dòng xe Suzuki tải. Thì xin kính chào và hẹn gặp lại.